Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục gửi đến các bạn cái tiến độ dự án đường ven biển Hải Phòng Thái Bình đoạn qua địa phận của huyện Tiên Áng, thành phố Hải Phòng. Phía trước các bạn đây là cây cầu vượt đường 22. Cây cầu này thì vẫn đang trong cái quá trình thi công. Và kế bên là cái đường dẫn từ đường 22 kết nối với đường ven biển Hải Phòng Thái Bình. Tại khu vực này thì sau này người ta sẽ lắp đặt thêm một cái trạm thu phí tuyến nhánh. Và lộ trình của đường ven biển đi qua địa phận của huyện Tiên Lãng thì có cái tổng chiều dài hơn 11 km. Và điểm đầu của đoạn này là tại khu vực chân cầu vượt sông Văn Úc thuộc về xã Hùng Thắng. Và điểm cuối là tại khu vực chân cầu vượt sông Thái Bình thuộc về địa phận xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng. Tuyến đường ven biển đi qua địa phận của huyện Tiên Lãng thì có cái tổng chiều dài là hơn 11 km. Và lần lượt đi qua các cái xã đó là xã Hùng Thắng, Tiên Hưng, Đông Hưng và Tây Hưng. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng Thái Bình thì được phê duyệt vào năm 2016 và đến tháng 5 năm 2017 thì chính thức được khởi công. Tổng mức đầu tư của cái dự án này là gần 4.000 tỷ đồng. Tuyến đường này thì có cái tổng chiều dài là khoảng 30 km. Trong đó thì 20 km thì thuộc địa phận của thành phố Hải Phòng và 9 km còn lại thì thuộc địa phận của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Dự án này có cái điểm đầu là kết nối với đường 353 thuộc về phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Và điểm cuối của cái dự án này là kết nối với đường quốc lộ 37 mới thuộc địa phận xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Và tuyến đường này được xây dựng theo cái tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Với bề mặt ngang của lề đường rộng 12 m. Tốc độ thiết kế tối đa sẽ chạy là 80 km/h. Và vào năm 2020 thì tuyến đường bộ ven biển đi qua địa phận của thành phố Hải Phòng được đầu tư và mở rộng đoạn từ đường tỉnh 353 đến cầu vượt sông Thái Bình. Với cái mục tiêu là nâng cao năng lực thông hành cho tuyến đường bộ ven biển và thúc đẩy cái tiềm năng phát triển kinh tế của các cái khu vực ven biển. Và từng bước hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng giao thông của khu vực thành phố Hải Phòng nói riêng và các cái tỉnh trên hành lang ven biển nói chung. Tổng mức đầu tư của cái dự án mở rộng đường ven biển đi qua địa phận của thành phố Hải Phòng là 946 tỷ đồng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các cái công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Như vậy là cái tuyến đường ven biển đi qua địa phận của thành phố Hải Phòng sau này sẽ là tuyến đường đôi và cái mặt cắt ngang của lề đường là rộng 24 m. Tiến độ thi công còn được đánh giá là khá chậm do điều chỉnh về nguồn vốn đầu tư và việc khan hiếm các cái nguồn cung cấp vật liệu. Về tiến độ thi công đường ven biển đi qua địa phận của huyện Tiên Lãng thì cái đoạn từ khu vực cầu vượt sông Văn Úc đến cầu vượt đường 22, đoạn này thì có cái tổng chiều dài là khoảng hơn 3 km. Đoạn này thì lề đường đã được đắp cát và các cái đơn vị thi công đã tiến hành thi công cấp phối lớp đá dăm. Còn cái đoạn từ khu vực cầu vượt đường 22 đến khu vực xã Tây Hưng, đoạn này thì có cái tổng chiều dài là khoảng hơn 7 km. Thì lề đường về cơ bản đã được đắp cát và các cái đơn vị thi công đang tiến hành lưu nền mặt đường. Trên đây là một số những hình ảnh mình giới thiệu một vài nét về cái khu vực đường ven biển đi qua địa phận của huyện Tiên Lãng. Sau đây xin mời các bạn của mình đi xem là cái dự án này triển khai được đến đoạn nào rồi.